Hôm nay có lẽ chúng tôi hệ thống lại con đường Bát Chánh Đạo. Trưởng lão Thích Thông Lạc có nói, hình như các cư sĩ Phật tử không có niềm tin, cũng không hiểu. Cho rằng mình không có thể tu giải thoát. Nay nhầm cho các cư sĩ, bởi vì các bạn là lực lượng cư sĩ rất đông đảo trong xã hội. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta không thể giải thoát. Đây một cái điều sai lầm tệ hại. Nó sai với lời Đức Phật dạy. Sai với cả trưởng lão. Ở đây các bạn nhân duyên là cư sĩ, thì mình phải tu con đường của cư sĩ. Chứ nếu các bạn nhân duyên, gia duyên, nghiệp duyên nặng, mà các bạn bỏ đi theo con đường của tu sĩ, các bạn xuất gia thì chắc chắn các bạn sẽ tu ức chế. Trưởng lão Thích Thông Lạc có nói là dù cho các con có bỏ đi ngang chừng, mà các con gia duyên nặng, bỏ đi ngang chừng mà xuất gia, dù cho các con có ôm pháp của Phật mà tu thì cũng thành tà pháp, vì nó ức chế. Cái chỗ này các cư sĩ không có hiểu à? Các cư sĩ hiểu sai hết. Bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ con, bỏ cái đi theo những vị sa môn, xuất gia không đúng đường. Ngày xưa ấy, Đức Phật cho xuất gia là cho những hạng người nào được xuất gia? Những hạng người không còn gia duyên. Thứ nhất là các vương tử. Chúng ta thấy trong các đại đệ tử Phật hầu hết là vương tử trẻ tuổi, không còn ở nhà đầy đủ phước báu. Ở đây là những hàng chư thiên tương ưng, giàu có đầy đủ phước báu, cha mẹ không phải chăm, con cái không phải nuôi. Như vậy ra đi nó không ức chế, nó không vô đạo đức. Những hạng người này được xuất gia. Chúng ta thấy các đại đệ tử Phật hầu hết là vương tử. Như Ngài Ca Diếp, A Na Luật, Ngài A Nan. Hầu hết họ là vương tử. Những người giàu có bỏ đi xuất gia. Cho nên tu hành ở đây nó theo thôi cái con đường duyên ra, cái duyên xuất gia. Trước đây tôi có đi xuất gia, mà sau tôi biết này, tôi xem lại lời trưởng lão dặn, thì tôi thấy rằng mình đi con đường này không đúng. Được một tháng tôi bỏ về nhà. Nếu mình xuất gia như thế này thì sẽ khổ gia đình, mình làm khổ người, con thơ nhỏ, chị tàn tật, mẹ thì già yếu, mình phải nuôi nấng. Cho nên mình quay về, mình chọn con đường bỏ y áo tu sĩ,
mình chọn con đường của mình. Thế rồi những cái người thanh niên, ngày xưa Đức Phật nhận những thanh niên, nhưng với điều kiện là dòng họ, gia đình phải đồng ý cho xuất gia. Cái người thứ ba được xuất gia theo Phật, đó là cái người gia đình tròn đầy, được bố mẹ, anh em, vợ chồng, con cái đồng ý xuất gia. Hoặc là cái người mất hết tất cả, côi cút cô đơn, nhân quả đổ vỡ, trả hết sạch nghiệp nhân quả, không còn gì nữa, không còn gia đình, không còn tài sản. Điển hình như ông Gánh Phân trong truyền thuyết Phật. Những người nào Đức Phật không cho xuất gia, những người còn gia duyên nặng, không được đồng ý xuất gia. Những người phạm trọng tội, những người mắc nợ nần. Đức Phật có quy định như vậy. Bởi vì sao Đức Phật không làm ngược đạo đức nhân bản nhân quả? Cái ông nào mà xui các bạn bỏ vợ bỏ chồng mà đi xuất gia ấy, là cái ông dạy sai. Mà ở đây là phải cái gia duyên nó hết rồi. Ví dụ vợ chồng không thể sống được với nhau nữa, do nhân duyên nhân quả nó hết. Rồi bỏ nhà bỏ cửa theo mình đi khất thực, nó không có đúng. Các bạn là cư sĩ, các bạn đừng có ham cái hạnh khất thực. Trưởng lão Thích Thông Lạc có nói rồi, khất thực không phải là giải thoát. Đường tu còn dài, khất thực không phải là giải thoát. Khất thực không khéo mà cứ coi định kiến, coi khất thực là giải thoát thì cả đời sẽ không có giải thoát. Có khi còn gánh nhân quả đói khát vì người ta không cho ăn, luân hồi theo cái chỗ nhân quả khổ đau ấy. Cho nên cái người tu viên mãn, cái người đã gia duyên tròn đầy, Đức Phật là túc duyên, là đủ đầy nhân duyên, đi xuất gia là để buông bỏ danh lợi. Thiểu dục chi túc, ba y một bát, để buông bỏ danh lợi. Buông bỏ danh lợi để làm gì? Ly dục ly ác pháp, thực hành cái hạnh nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng. Chứ ngày nay chúng ta xuất gia để bê y bát đi để khoe ta là sa môn, chứ không có cái đúng hạnh nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng, cúi đầu xả ly ly dục ly ác pháp. Mà ở đây ngày nay chúng ta hầu hết là xuất gia để được làm sa môn, để hãnh diện, để vui thú, thích thú đi khất thực, để vui thú mặc y áo, để được vui thú. Để thích thú khổ hạnh, thích khổ hạnh, thích thú. Tức là tu cái dục tinh thần. Nó cũng sai đường, tu như vậy thì không bằng một cư sĩ. Chạy theo dục lạc, chạy theo thú vui, y áo sa môn, chạy theo cái danh, danh tỳ kheo. Cho nên chúng ta thấy những cái sa môn cứ tự mình bê bát, tự mình chụp hình khoe lên mạng, nó thật là kệch cỡm, thật là lố bịch. Những cái hành động này không phải sa môn, cho nên những vị đó đi khất thực như vậy chưa phải là tỳ kheo. Đức Phật nói khất thực chưa phải là tỳ kheo. Mà cái tâm của các vị ấy vẫn ô uế, khoe danh. Cho nên chúng ta là cư sĩ, chúng ta không đủ duyên xuất gia, các bạn hãy chọn con đường của cư sĩ. Đó là con đường bát chánh đạo của cư sĩ. Bát chánh đạo của cư sĩ nó chỉ khác bát chánh đạo của tu sĩ ở con đường chánh nghiệp. Còn chánh kiến thì chánh tư duy, chánh nghiệp khác nhau. Chánh nghiệp khác nhau thôi, bởi vì nghề nghiệp của tu sĩ là nghề nghiệp ăn xin, tu hành. Còn nghề nghiệp của cư sĩ là nghề nghiệp lành.
Cho nên các bạn là một cư sĩ mà các bạn bỏ nghề bỏ nghiệp đi ăn xin như tu sĩ là các bạn tu sai đường. Bắt chước như vậy là các bạn đã đi sai đường, không cẩn thận đổ vỡ nhân quả, các bạn sẽ khổ hơn lúc chưa tu. Như vậy các bạn tu ức chế. Cho nên các bạn hãy nghe chúng tôi. Các bạn hãy chọn con đường của cư sĩ cho nó đúng. Các bạn tu tập từng bước. Hôm nay chúng tôi chia sẻ các bạn tu tập từng bước cho nó chắc chắn. Để hệ thống lại cho các bạn con đường bát chánh đạo. Cái lộ trình thứ nhất là lộ trình tu tập chánh kiến. Lộ trình tu tập chánh kiến này các bạn phải thân cận bậc thiện hữu tri thức để được nghe giảng dạy về tứ diệu đế. Thế nào là khổ, thế nào là nguyên nhân khổ, chúng ta có thể diệt khổ hay không, thế nào là con đường diệt khổ. Các bạn nghe những chân lý về khổ, về vô ngã, vô thường. Các bạn nghe giảng dạy về lý nhân quả. Các bạn nghe giảng dạy về đạo đức hiếu sinh. Các bạn nghe giảng dạy về hạnh nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng. Ở đây nghe xong thì các bạn giác ngộ chân lý, các bạn biết được đâu là chánh pháp của Phật. Các bạn nghe xong rồi thì các bạn phải quay vào trong tâm. Quay vào trong tâm để tu tập. Để nhận biết đâu là khổ. Cái khổ của mình ấy, các bạn đừng tìm bên ngoài. Cái giai đoạn tu tập chánh kiến này là cái giai đoạn nhìn lỗi mình mà không được nhìn lỗi người. Ví dụ các bạn, hai bạn đang cãi nhau, nói vấn đề nhau thì các bạn phải quay vào trong tâm, quay vào chính mình. Mình xét xem mình nói ở đây, cái tâm mình nó có sân hay không? Nó có nói vì thù hận hay không? Mình nhìn cái lỗi của mình để mình xả tâm. Nếu có sân thì các bạn tác ý xả sân. Xả sân cho sạch. Rồi mình hãy im lặng, không tranh cãi nữa. Đây là cái khởi ý, mình phải biết đây là niệm khổ, đây là cái khổ của mình. Mình nhìn lỗi mình, không nhìn lỗi người. Thế rồi mình có những cái hành động ác trên thân. Ta phải biết hành động này là hành động lỗi mình đang phạm lỗi. Ví dụ như mình có hành động làm ác, mình có hành động tham lam, mình có hành động thân làm ác, mình có hành động chạy theo dục lạc, thì mình hãy tác ý xả bỏ. Đây là cái khổ, đây là niệm dục, đây là thân dục. Ví dụ mình khởi ý dâm dục, trong thân khẩu ý mà, mình phải quay vào nhìn lỗi mình. Đây là lỗi mình đang khởi dâm dục, tà dâm tà ý với người. Mình phải gạt bỏ nó đi, xả bỏ nó, dùng pháp trạch như lý tác ý xả bỏ, để mình giữ giới trọn vẹn. Cái tu tập chánh kiến là tu tập giới, giới luật. Nhìn lỗi mình, làm sao đưa mình vào trong đời sống thanh tịnh mà không nhìn lỗi người. Mình thấy mình nói ra mình hơn thua mấy người, mình biết ngay cái tâm mình đang hơn thua, đang tranh cãi hơn thua, mình phải rút lui, xả bỏ. Mình nhắc đây là tâm mạn, ta hãy xả bỏ. Mình phải ý thức, tỉnh giác. Cái tu tập chánh kiến này nó luôn quay vào trong tâm mình để soi xét mình. Để xem mình đúng hay mình sai. Mình khổ ở chỗ nào, nguyên nhân khổ do đâu. Mình luôn soi lỗi mình để xả cái lỗi của mình. Mình luôn biết sám sửa lỗi mình. Cho nên nó đạt đến cái tâm ý thanh tịnh thì nó nhận biết được ra, à đây là con đường thanh thản. Đây là sự việc này của ta là đúng. Hành động này của ta là sai. Lời nói này của ta là đúng. Lời nói kia của ta là sai. Lời nói này của ta đưa đến cái khổ. Lời nói này của ta không đưa đến cái khổ. Hành động này của ta đưa đến cái khổ. Hành động này của ta không đưa đến cái khổ. Hành động này của ta, ý nghĩ này của ta đưa đến tâm khổ đau. Ý nghĩ này không đưa đến tâm khổ đau.
Cho nên cái dục ác thì bỏ đi, thì còn cái tâm nào an vui mình giữ lại. Cho nên nó đạt đến cái sự viên mãn, tu tập chánh kiến nhờ sống trong giới, tu tập đạo đức. Tu tập chánh kiến chính là tu tập đạo đức, tu giới đức, tu giới hạnh, quay vào trong tâm để xả bỏ lỗi lầm, xả bỏ cái sai, nhìn lỗi mình, không nhìn lỗi người. Đây là con đường của chánh kiến, để cho tâm ta thanh thản, an lạc. Người tu tập xong chánh kiến là người tu tập đã xả được tham sân si, mạn nghi. Nên cái lớp tu tập chánh kiến là cái lớp tu tập lâu nhất, là cái lớp tu tập trọn vẹn giới luật, sống đạo đức, nhân bản, nhân quả, sống gì? Biết soi xét chính mình, tỉnh giác soi xét chính mình để xả bỏ các hạnh uế ác. Chánh kiến tức là nhìn rõ, biết rõ đúng sai. Không phải biết rõ đúng sai ở bên ngoài, mà biết rõ đúng mình đúng hay là mình sai. Cái hành động này của mình đưa đến khổ đau hay không? Lời nói này của mình đưa đến thế nào? Lời nói này đưa đến tốt cho người hay là đưa đến hại người? Lời nói này đưa đến khổ mình hay khổ người? Hành động này, ý nghĩ này, trên thân khẩu ý này. Cho nên chúng ta đưa chúng ta vào giới luật, thực hành cái đạo đức ấy. Giới, chúng ta tu tập chánh kiến chính là tu giới đức giới hạnh, chính là tu đạo đức. Và chúng ta phải tự đưa mình, răn dạy mình, đưa mình vào trong kỷ luật của giới, để chúng ta khắc chế, không cho mình làm ác nữa. Cho nên cái lớp này là lớp tu giới học, có tri kiến nhân quả. Ở đây chúng ta đến cái giai đoạn tu tập chánh tư duy. Có chánh kiến nó sẽ có chánh tư duy. Chúng ta tư duy rõ ràng, tư duy rõ ràng. Đây là văn tư tu mà. Nghe chánh pháp rồi, bây giờ chúng ta tư duy. Tư duy về chúng ta, về cuộc đời chúng ta, về tất cả các pháp. Chúng ta có xuất hiện những tri kiến giải thoát. Chúng ta có những tri kiến đây là việc tốt lành, đây không phải là việc tốt lành. Ta nên làm gì, ta cần phải làm gì, dứt bỏ những gì cần dứt bỏ. Ta tu tập những gì cần tu tập tiếp theo. Chúng ta tư duy ở đây là tư duy đâu là ác pháp, đâu là thiện pháp trong chính tâm mình. Và chúng ta nhìn sự việc bên ngoài, chúng ta bắt đầu biết tư duy. Vì cái chánh kiến nó đã hết khổ rồi, hết cái tâm phiền não rồi. Lúc này cái tâm của ta nó không còn ham phóng dật nữa. Chúng ta nhìn ra bên ngoài, chúng ta mới biết được rằng à, đây là con người tốt, đây là con người không tốt. Đây là sự việc không tốt, đây là một người này, người thô xấu ác. Đây là một người tốt lành. Sự việc này đưa đến tốt lành, sự việc này của người này sẽ đưa đến khổ đau. Chúng ta bắt đầu biết quan sát vạn pháp. Chánh tư duy mà. Nó như cái người ngồi hạnh phúc một nơi rồi mà nhìn thấy cái người chạy lăng xăng bên ngoài thì thấy họ rất là khổ. Một là mình sẽ khởi lên tâm yêu thương. Hai là mình sẽ khởi lên cái tâm muốn giúp đỡ. Ở đây là hành trình tu tập chánh tư duy. Rồi chúng ta biết được những cái việc chúng ta cần phải làm. Bây giờ nhân quả của chúng ta đang khổ đau, đang có những cái thế này thì chúng ta cần phải làm những cái gì để tu tập. Những việc cần làm để tu tập chúng ta phải làm. Chúng ta tư duy như vậy và chúng ta hành động theo như vậy. Lúc này là đến chánh tư duy, tức là tư duy chân chánh. Có chánh kiến rồi, loại bỏ các cái tham dục rồi, mới có cái chánh tư duy đúng. Chứ cái người chỉ thuộc kinh sách mà chưa loại bỏ được sân hận phiền não thì là cái người chưa có chánh kiến. Cái người dù thông kinh thuộc sử nhưng mà chưa loại bỏ được sân hận phiền não, tham lam. Chưa có chánh tư duy. Cho nên ở đây là chúng ta thấy là có rất nhiều người thuộc kinh sách nhưng không có chánh tư duy. Họ chỉ hiểu thôi, hiểu biết bằng văn tự thôi chứ họ chưa tu. Văn nhưng mà chưa tư, chưa tư thì chưa tu.
Đến lớp tu tập chánh ngữ thì nó lại khác hẳn. Chánh ngữ là lời nói ngay thẳng, có sao nói vậy. Lời nói không nói hung ác, không nói thêu dệt, không nói đặt điều, không nói lời tức giận, không nói lời hung ác, không nói lời đặt điều, không nói sai trái, không nói lời không có dữ kiện chính xác, không nói lời hù dọa, dọa dẫm, dọa nạt uy quyền, không nói lời hung ác, không thêu dệt, không nói lật lọng. Cho nên có chánh tư duy rồi chúng ta biết được tỉnh giác trên khẩu hành. Khẩu hành chúng ta thanh tịnh, chúng ta mới có chánh ngữ. Cho nên đến lúc này là không còn cái chuyện là không nhìn lỗi mình, không nhìn lỗi người, mà lúc này nó nhìn thấy lỗi người. Vì tâm thanh tịnh mới nhìn thấy lỗi người. Trưởng lão bảo biết được tâm mình thì sẽ biết được tâm người. Lúc này nó không phải là không nói lỗi người nữa, nó chuyển sang trạng thái là gì? Nói lời thành thực, có sao nói vậy. Đến lúc này thấy người ta sai, mình thoát ra khỏi cái điều mà uế ác rồi mà thấy người ta sai mà mình lại không nói, thì mình phải hiểu đây là sự nhút nhát, hèn nhát. Mình biết rõ người ta sai bởi vì cái tâm mình thanh tịnh rồi, tâm ý mình nó yên bình rồi, nó thoát ra được khỏi cái tà kiến rồi, nó có chánh kiến, tức là nó hết tà kiến rồi. Mà bây giờ mình nhìn thấy người ta có ác kiến, tà kiến mà mình không nói, mình che đậy, mình bao che, thì có nghĩa là mình hèn nhát. Lúc này không còn chuyển sang lớp 3. Lời nói trung thực, thẳng thắn, không che giấu, có sao nói vậy. Lúc này nó cũng không còn nhút nhát, hèn nhát, sợ hãi nữa. Nó cũng như bây giờ các bạn thấy con mình làm ác mà mình không nói, mình cứ để con mình làm ác, thì đó là các bạn thất đức. Thế bây giờ các bạn thấy một ông sư ngủ mấy gái, các bạn hiểu, lúc này có chánh kiến rồi, các bạn hiểu đây là một ông tà sư. Một ông sư đi chung mấy gái, phạm giới, mà các bạn không nói cho người khác biết, để người ta tránh, là các bạn là một cái người hèn nhát, một cái người vô đạo đức. Nó cũng như con mình sai mà mình không nói cho nó biết. Cũng như một cái người bây giờ người ta hay trộm cướp bên cạnh mà mình không bảo cho hàng xóm biết. Trộm cướp ra tù vào tội, mình không bảo cho hàng xóm, bảo nhau giữ gìn của cải, để cho người ta làm sai, để cho hàng xóm mất trộm, mình là người vô đạo đức. Thế bây giờ mình thấy cái sai, tu đến chánh ngữ rồi, thấy cái sai, mình biết rõ ràng họ là sai mà mình không dám nói, có nghĩa là mình là người hèn, người thiếu đạo đức. Cho nên tôi thấy mấy cái ông sư tham gia phe phái chính trị, biểu tình chống chính quyền, dù là ai, tôi biết ngay ông ta là cái người còn tham lam dục vọng, tham lam, còn phẫn nộ, còn bất mãn. Cho nên ông ta không phải là người tu hành. Cho nên mấy cái ông sư mà cứ đi chửi nghiêng, chửi chế độ, là mấy cái người không có đúng sa môn nhà Phật. Sa môn nhà Phật là nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng, sống dưới chế độ nào cũng nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng, lấy ác pháp làm thiện tri thức, lấy chỗ khó khăn làm chỗ vượt qua, xả tâm ly dục đi ác pháp. Chứ một ông sư mà còn đi chống đối chính quyền, a dua bè phái, chửi bới chế độ vua quan, thì là một cái ông sư không phải là người tu hành, không có đức hạnh của nhà Phật. Tham gia đăng đàn, chửi bới, chê trách chế độ vua quan, Đức Phật đã dạy chúng ta rồi, không bàn luận, chửi bới, chống đối vua quan.
Ở đây chúng ta phải hiểu tại sao Đức Phật dạy như vậy. Đức Phật dạy chúng ta hãy nhẫn nhục, tùy thuận bằng lòng, sống trong giới ấy, đạo đức ấy để chúng ta được chánh mạng. Bởi vì chúng ta phải hiểu cái đạo đức nhân quả. Bây giờ chúng ta gieo hiềm hận với vua quan là gieo vào chỗ ác. Vua quan ấy là cầm trên tay cái đao. Mà chúng ta gieo vào chỗ ác như vậy, gây hiềm khích với họ, thì chắc chắn cái lưỡi đao, Trưởng Lão Thích Thông Lạc bảo nhân quả mất đầu, cái lưỡi đao sẽ bùa xuống. Chính chúng ta làm khổ chúng ta, cho nên chúng ta tự làm khổ chính mình vì tâm bất mãn, vì không có đức nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng. Cho nên xem mấy cái ông sư nhà chúng ta, vì tham gia chính trị, phản đối chính quyền, đi đến đâu cũng bị theo dõi, đi đến đâu cũng bị gì, bị rình, bị vi phạm. Bởi vì chúng ta sống trên đất nước Việt Nam, chế độ của chúng ta do vua quan dân nhân dân đặt ra như vậy, cái nhân quả nó như vậy, mà chúng ta cứ đi phản đối lại, ngược lại, chúng ta không chấp nhận. Cái người mà không biết chấp nhận là cái người chưa biết xả bỏ, chống đối lại, thì chắc hẳn các vị sẽ bị họ dùng ngay chính pháp luật đó trừng trị, mà chính chúng ta rơi vào chỗ nhân quả khổ đau. Cho nên một cái người đi chống đối vô quan là một cái người ngu dốt, chứ không phải là một người chánh niệm tỉnh giác. Một cái người chánh niệm tỉnh giác thì phải hiểu nhân quả là gì và đạo đức là gì. Đạo đức ở đây là đạo đức thương mình, thương người. Không cẩn thận kéo theo một đám huynh đệ đi theo, đến lúc vua quan xích cổ vào tất cả, hết đường tu. Vào ngục tù tra tấn cho. Đừng có đùa với lửa. Đó là sự ngu dốt. Cho nên cái hành động này là cái hành động thiếu tri kiến giải thoát. Hành động vì sao? Vì có cái hành động đấy, vì hành động tham lam, cho nên không có chánh ngữ đúng. Chánh ngữ phải dựa trên nền đạo đức nhân bản nhân quả. Cái gì nó ác, mình nói là phải nói thế nào. Trưởng Lão bảo một cái người tu phải là một cái người khôn ngoan. Một cái người khôn ngoan là một cái người không làm khổ mình, không làm khổ người, không làm khổ chúng sinh. Nó xích thầy, rồi không cẩn thận những Phật tử đi theo nó xích nốt. Thế là gia duyên đổ vỡ, nhà cửa con cái cha mẹ buồn rầu vì cái tội đi theo thầy chống đối chính quyền. Đó là một cái ngu dốt. Các bạn đừng tưởng là các bạn cứ rêu rao trên mạng mà không có ai hỏi các bạn đâu. An ninh mạng theo dõi từng ngày những cái hành động, nhất là trong một cái xã hội người ta rất là kỵ cái việc lợi dụng tôn giáo, mưu lợi chính trị. Các bạn thích rơi vào đấu đá thì nó sẽ ăn đấu đá lại thôi. Đây là một sự ngu dốt của người tu hành, không biết nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng. Cho nên chúng ta nói cái sai, cái vị này hãy khuyên Phật tử tránh xa đó. Nếu chúng ta không nói ra cái sai của đường tu này, chúng ta để người ta chết chìm, có nghĩa là chúng ta là người ác. Chúng ta không có chánh ngữ, chúng ta che đậy cho hành động đó là chúng ta là người ác. Là một người tu hành thì không còn tham lam, mưu lợi thế gian. Là một người tu hành là người xả bỏ, chỉ biết mình tu để giải thoát cho chính mình. Bằng hạnh nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng. Cho nên ở đây thấy cái sai, thấy người ta mê tín cầu cúng đi sai đường, đi sai đạo Phật, đi tu vào cái chỗ mê tín cầu cúng, hoang tưởng, cầu mong rồi là mê tín ảo tưởng, mà mình không nói ra có nghĩa là mình là người gì?
vô đạo đức. Bây giờ cha mẹ mình, anh em mình cứ suốt ngày mê tín cầu cúng vô ích, sa đà vào cái chỗ mê tín dị đoan ảo tưởng, cúng sao giải hạn rồi là cầu siêu cầu an vô ích, nó sai chân lý đạo Phật. Mà chúng ta biết có chánh kiến rồi, có chánh tư duy rồi, mà bây giờ đến chánh ngữ chúng ta biết mà chúng ta lại không nói, thì có nghĩa là mình ác với anh em bè bạn, ác với mọi người. Mình vô đạo đức, biết mà không nói, thấy người chết mà không cứu, không nói. Cho nên tôi thấy sai tôi nói liền, không có hèn nhát. Mình có nói sai đâu, mình nói đúng mà, nói đúng cho người khác tránh mà. Ở đây là lời nói chánh ngữ các bạn nhé. Nó là lớp thứ ba rồi, chứ không còn phải cái lớp là quay vào trong tâm nhìn lỗi mình nữa đâu. Mà ở đây là nó đã biết soi chiếu vạn pháp xung quanh để nhìn nhận, để ứng xử rồi. Ở đây là cái lúc là đến lúc khẩu hành rồi. Tu khẩu hành cho đúng rồi. Khẩu hành chân chánh, gọi là chánh gì? Chánh ngữ. Chứ mình che đậy đi là mình a-dua theo, là mình lại toan tính theo. Bây giờ thấy cái sai a-dua theo, thấy một ông thầy mưu lợi chính trị cứ cắm đầu đi theo, xúi dục bè phái kích động, chửi bới chế độ, mình đi theo là mình ngu rồi. Không cẩn thận chết chùm một chùm nhân quả, rồi cuộc đời mình sẽ khổ, đi đến đâu cũng bị theo dõi. Thế là mình tự rước họa vào thân. Nên tránh xa cái chỗ xấu ác. Rồi mình thấy ông phè phỡn ca hát, đừng có theo. Mình phải nói cho người khác biết, cái chỗ ấy tu hành không đúng, cái chỗ đấy là sai đạo Phật. Cho nên thấy một ông thầy mà như thế, các bạn cứ nghe kỹ cái bài này chúng tôi chỉ bày con đường bát chánh đạo xem đúng không, có đúng lời Phật dạy không. Thấy một người như thế mà không nói thì chúng ta hèn nhát. Cho nên chúng tôi nói thẳng ra là tăng mà đi mấy gái, đi mấy ni riêng rẽ không có đúng, phá giới. Tăng mà kích động chính trị, lôi kéo chính trị, phản đối chính quyền chế độ là một cái tăng tham lam mưu lợi chính trị chưa có xả bỏ, không có đức nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng, kiện cáo vua quan, vẫn còn tham lam thế tục. Tăng mà gì? Mê tín cầu cúng thì không phải là tăng, đừng có theo. Chúng ta phải có chánh ngữ. Có sao nói vậy? Cái gì của Phật nói là của Phật, cái gì không phải của Phật nói là của Phật. Bây giờ có ông thầy mà tuyên bố là giới luật không phải của Phật, không tuân theo giới luật, sửa giới luật đi, thì chúng ta hãy nói vị ấy là sai. Đây là cái sự can đảm của chúng ta, nhờ xả bỏ mà có chánh kiến. Có chánh kiến, có chánh tư duy rồi bắt đầu. Muốn chánh kiến thì phải nhìn lỗi mình, không nhìn lỗi người. Nhưng đến chánh ngữ là chúng ta có thực hành cái lời nói chân thực. Cho nên chúng ta thấy trưởng lão Thích Thông Lạc, ngài nói rất thẳng. Rất thẳng. Cái gì của Phật nói là của Phật, cái gì của Tổ Đại Thừa nói của Tổ Đại Thừa. Không có che đậy. Để cho người ta tránh, cho người ta đi đúng là cứu người ta. Đây là nói lời nếu thấy bậc hiền trí chỉ lỗi và khiển trách, như chỉ chỗ chôn vàng, chỉ tốt hơn không xấu. Nên đến cái lớp này chúng ta không hiểu là chúng ta tu ở lớp nào. Bây giờ tâm chúng ta chưa xả hết, còn tham sân si mạn nghi, thì chúng ta phải tu tập chánh kiến.
quay vào nhìn lỗi mình, không được nhìn lỗi người. Bao giờ tâm chúng ta thanh tịnh rồi, nó thoải mái, có tư duy tốt rồi, trơn tránh rồi, hiểu biết vạn pháp xung quanh rồi, thanh thản an lạc rồi, nhìn rõ mọi người rồi, hành động đúng sai rõ ràng rồi, chúng ta mới gì, có chánh ngữ. Lúc này là lời nói thẳng thắn, không uốn lượn, mộc mạc chân tình thẳng thắn, không hung ác, rõ ràng mạch lạc. Có chánh ngữ rồi chúng ta có chánh nghiệp. Lời nói đi đôi với việc làm. Chánh nghiệp. Chánh nghiệp ở đây, chánh nghiệp của tu sĩ là khất thực, xin ăn, nuôi thân tu hành, không làm việc khác. Các bạn, không làm việc khác mà chỉ khất thực nuôi, xin ăn nuôi thân tu hành. Dù anh vừa đi khất thực, anh vừa rao giảng, anh vừa khoe y áo sa môn là anh làm việc khác mất rồi. Còn cư sĩ chánh nghiệp là tránh xa các nghề nghiệp ác để không gánh nhân quả khổ đau. Những nghề nghiệp ác dẫn dễ mà bị vua quan tước đoạt, dễ mà dẫn đến nhân quả ác là nước lửa cuốn trôi gia sản, cuốn trôi mất đời sống. Cho nên lúc này là cư sĩ, lúc này là có chánh ngữ rồi, lời nói sẽ đi đôi với việc làm và sẽ trở thành người tháo vát. Đức Phật nói là một người tháo vát, khéo léo làm ăn, nỗ lực cần lao làm ăn trong sự tháo vát nhanh nhạy. Cho nên lúc này nó tỉnh giác rồi mà, nó biết được đúng sai rõ ràng rồi. Cho nên nó làm ăn rất là chắc chắn, tỉnh giác, nó biết được cái việc này đưa đến điều thiện, việc này không đưa đến điều thiện. Cho nên nó tránh xa các nghề nghiệp ác như nghề trải lưới. Các bạn thấy các nghề trải lưới rất là khổ đau, hay gánh nghiệp khổ, nhân quả đổ vỡ. Nghề săn bắn, sát sinh, giết mổ, nghề buôn bán người, buôn bán mại dâm, nghề buôn nấu rượu và buôn bán ma túy, nghề buôn bán thịt sống, buôn bán thịt chín. Những cái nghề đại ác này, tại sao Đức Phật nói nó đưa đến nhân quả ác, nó không đưa đến nghề nghiệp an ổn, nó dẫn đến đổ vỡ nhân quả và tự mình gánh chịu khổ đau. Nhân quả trong từ trường này nó rất rõ ràng. Các bạn thấy những nhà giết mổ gia súc, không mấy nhà nào an ổn, gánh trả gấp 10 trăm lần. Dầu được lên tí chút, nhanh nhanh thì tiêu nhanh phước, rồi đổ đánh sập một cái. Những cái người buôn bán ma túy, suốt ngày thứ nhất nhân quả sống trong sự bất an, hai là pháp luật trừng trị. Nghề buôn ma túy người ta nói là nghề bạc, bạc phận, trước sau thì cũng dính họa, đầu độc con người, từ trường ác nó bủa vây lấy. Cho nên chúng ta là cư sĩ cần lao chánh nghiệp, làm ăn tiết kiệm, không sống xa hoa, cần lao tích cực làm ăn, lợi mình lợi người, sống tỉnh giác. Và lúc này chúng ta làm việc rất hiệu quả. Khi đã có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ rồi, việc làm rất là an toàn và hiệu quả. Chúng ta tính toán rất là nhanh, tháo vát, đầu óc nó minh mẫn, nhờ có giới nên đầu óc nó minh mẫn, làm việc rất là... Bây giờ mà cho tôi đi buôn bán hàng, tôi làm rất khéo, nhưng mà tôi không còn tham nữa, xả bỏ hết xuống rồi. Thế làm bây giờ làm kinh tế mình làm rất chắc, rất khéo, bởi vì mình là cái đầu óc tỉnh giác, có giới thì có minh mẫn, giới đức minh mẫn. Cho nên cái người tu đến giai đoạn chánh ngữ rồi, có giới rồi, sống trong giới rồi, luôn tinh cần có đức minh mẫn này, đức ly dục, đức ly tham, có những cái đức hạnh đó rồi, nó minh mẫn lắm, làm việc chính xác. Ngày xưa chưa tu có khi làm 10 ngày một việc không xong, bây giờ tu rồi làm 1 ngày 10 việc nhẹ như không. Cho nên là một người tháo vát, là một người chánh nghiệp tháo vát,
Nên đã tu vào đến giai đoạn có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ rồi, lời nói đi đôi với việc làm. Làm nó rất nhanh, làm nó rất hiệu quả, dễ dàng, bởi vì con người ta ý thức tốt, làm việc chuẩn xác, làm việc cả ngày không mệt mỏi. Đời sống chánh nghiệp rất an vui. Đây là 8 cái hạnh phúc của người cư sĩ mà. Của người tu hành nói chung, người cư sĩ nói riêng. Cho nên làm việc trong an vui, làm việc trong mạnh khỏe, làm việc trong minh mẫn và làm việc trong hiệu quả. Làm việc biết mình làm việc, tỉnh giác chánh niệm. Tỉnh giác chánh niệm ở đây không phải là niệm Phật Di Đà, niệm Phật Thích Ca, nhưng mà tỉnh giác chánh niệm là chánh niệm trong công việc mình làm, mình biết mình làm, mình không còn phóng dật sang việc khác. Nó rất an vui, làm gì chắc đó. Cho nên các bạn thấy tôi về đây tôi làm việc rất khoa học. Không ai chê tôi được một cái gì ở một cái điều ở đây. Ai đi qua cũng phải tán thán vì cái hành động làm việc tỉnh giác khoa học của tôi. Tôi làm việc một ngày 20 tiếng, 2 năm nay. Ngày 20 tiếng làm việc không mệt mỏi. Mà tỉnh giác hoàn toàn. Các bạn biết đó. Ai về đây thì biết. Hôm nọ mấy kiến trúc sư về đây. Nói là ai, ai thiết kế cái này? Chúng tôi tự thiết kế. Cái con người chánh nghiệp rồi nó tài hoa, tài ba. Nó làm gì nó không ít bị đổ vỡ. Vì chân chánh, vì tỉnh giác. Nên nó tính toán chính xác lắm các bạn ạ. Chính xác đến từng ngày, từng giờ. Làm việc tỉnh giác trên công việc. Nên một con người đã tu qua chánh nghiệp rồi là một con người tài năng. Nên nghề nghiệp an ổn và đời sống dần an ổn. Gọi là niềm hạnh phúc chánh nghiệp. Có chánh nghiệp rồi tiến tới đời sống tu hành chánh mạng. Chánh mạng là gì? Thọ mạng an ổn. An ổn là không bị gì? Bị bức hại này, không bị bệnh tật này, không bị khổ não. Bây giờ các vị tu hành chánh mạng mà các vị còn đi chống đối chính quyền như mấy ông tỳ kheo nhà chúng ta trong và ngoài nước. Bất mãn như vậy, có ngày mất mạng thì sao gọi là tu hành chánh mạng? Tức là sa vào hành động ác, gieo nhân ác, gặt quả ác. Rồi bệnh tật ở đây chúng ta được nhiếp phục nhờ tâm an ổn. Bệnh tật được nhiếp phục nhờ tu tập các pháp môn, ví dụ thân hành niệm, định niệm hơi thở. Để chúng ta gì tiến vào thì giữ gìn an ổn thọ mạng, thân tâm thì an ổn, thanh thản, đời sống viên mãn tròn đầy. Gia đình con cái hiếu hạnh, vạn sự an vui, đời sống an ổn, việc ác qua đi. Cái tâm chúng ta lúc này nó không còn khổ đau. Cho nên là thân cũng không còn khổ đau. Cho nên chúng ta bất động được trước nhân quả. Chúng ta gìn giữ trong giới được cái thọ mạng mình. Nó khéo léo. Cho nên người đã kết thúc chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là người đã hoàn thành tu tập giới học. Các bạn phải tu căn cơ bài bản như vậy, đừng có nhảy cóc. Nó không ức chế, con đường bát chánh đạo không hề ức chế, rất dễ dàng tu tập. Lúc này các bạn tiến tới con đường gì? Vô lậu rồi. Khi đã kết thúc 5 lớp giới học này, các bạn đã đạt đến cái tâm không còn phóng dật, đời sống an ổn, đã hoàn thành chương trình giới học. Các bạn trở thành một cái người có đức hạnh rất là tròn đầy. Không còn tham, không còn sân, không còn nghi si. Đời sống mạnh khỏe mà, nó không còn gục ngủ, gục tối, gục lui, hôn trầm. Không còn mạn, không còn nghi. Không còn nghi là nó rõ hết rồi. Không còn nghi ngờ là pháp này đúng, pháp này không đúng nữa. Không còn nghi ngờ con đường giải thoát của mình nữa. Các bạn mới tiến vào tu tập thiền định.
Lúc này các bạn bắt đầu tiến vào con đường siêng năng, chuyên tu. Các bạn có thể thu xếp cho gia đình. Gia đình lúc này an ổn mà, mọi việc an ổn. Các bạn lặng lẽ bắt đầu tiến vào chánh tinh tấn. Tinh cần ngăn ác, diệt ác lúc này tâm các bạn quay hết vào trong rồi. Nó không còn cái việc gì để ra ngoài nữa. Tinh cần ngăn ác, diệt ác, sinh thiện tăng trưởng thiện pháp. Chúng ta siêng năng như lý tác ý. Lúc này nó không còn ức chế nữa. Chứ các bạn còn đang còn con cái nhỏ phải nuôi. Các bạn không ý thức chánh nghiệp, không có chánh kiến, không chi kiến nhân quả. Cứ ngồi tác ý tâm bất động, tâm bất động. Là các bạn tu sai, tu ức chế. Tu như vậy rơi vào tưởng. Có khi nay mai đổ vỡ nhân quả còn khổ hơn lúc chưa tu. Cho nên chúng ta tiến mới hết chánh mạng rồi chúng ta mới tiến vào đời sống an ổn, tiến vào chuyên tâm, lặng lẽ sống một mình. Lúc này bắt đầu các bạn giai đoạn sống một mình. Chứ các bạn chưa tu chánh nghiệp chánh mạng, ai cho các bạn sống một mình được? Nay con khóc mai con réo, mai gì khổ. Bao giờ các bạn có tiền thuê người trông con? Lúc ấy hăng tu thiền định. Cho nên tiến vào chánh tinh tấn, các bạn tinh cần soi xét tâm mình, xoay hết vào trong tâm. Lúc này không còn phóng ra bên ngoài nữa. Các bạn tinh cần ngăn ác tác ý như lý tác ý, ngăn ác diệt ác. Nó khởi lên những cái mầm mống vi tế các bạn diệt nốt. Sinh thiện tăng trưởng thiện pháp. Hôm nào chúng tôi chia sẻ một bài về tứ chánh cần. Tứ chánh cần chính là pháp môn dành cho người tu chánh tinh tấn. Các bạn phải có các bậc thiện hữu rõ ràng, thực chứng có kinh nghiệm chỉ dạy cho các bạn. Có những cái người đủ đầy nhân duyên, người ta đi qua chánh nghiệp chánh mạng rất là dễ dàng. Người giàu có lại có phước đức đầy đủ, người ta tu chánh kiến nhanh, người ta vượt qua chánh tư duy, buông bỏ những cái gì cần buông bỏ, người ta vượt qua chánh nghiệp, bởi vì người nghề nghiệp của người ta chẳng cần phải làm gì nữa, không làm có ăn, đời sống an ổn. Người ta chỉ bỏ nghề nghiệp ác đi và sống theo nghiệp thiện thôi. Người ta tu hành chánh mạng, những người bệnh tật rồi khổ đau thì chúng tôi dạy tu tập chánh mạng, ôm pháp tu tập chánh mạng, rồi chi kiến nhân quả tu tập chánh mạng. Đi cửa thọ, tiến vào chánh tinh tấn thì nó dễ dàng rồi. Lúc này càng tu càng gì an vui, càng tu càng thanh thản. Các bạn tu nó hay lắm đó, có chánh kiến đã vui rồi. Nhận ra đây con đường của Phật, nhận ra mình xả bỏ được cái tâm mũi ác của ta, thấy tự nhiên tâm nó thanh thản, thấy vui lắm rồi. Đến chánh tư duy nhìn rõ vạn vật, vạn pháp rồi thấy nó vui lắm. Đến chánh ngữ, mình thực hành được chánh ngữ, lúc này lời nói của mình nó rất chuẩn mực. Mình trả lời nói năng với bạn bè mọi người xung quanh mà nó không hề sân hận, cái tâm nó không hề nhúc nhích. Nhúc nhích ở đây nó không sân hận, không phiền não, không gì cả. Nó rất bình thản trước các pháp và cảm thọ. Lời nói nó chuẩn xác đến từng ly từng tí. Lời nói nó đúng mực. Mà lời nói nó tỉnh giác. Tỉnh giác trên khẩu hành nó tuyệt vời lắm. Nó biết cái lời gì nói nè. Nó đưa đến cái gì. Nó đưa đến tốt lành cho mình, cho người. Nó đưa đến khổ cho mình, cho người. Nó chuẩn lắm. Đã là niềm vui thứ ba rồi. Niềm vui thứ tư là chánh nghiệp. Của cải làm ra không bị vua quan tước đoạt, không bị nước lửa cuốn trôi. Nghề nghiệp an lành, sinh sống vui tươi, mạnh khỏe. Hạnh phúc này tuyệt vời, đây chính là giải thoát đó. Chánh mạng thì lại càng an vui, đang ốm đau bây giờ trở thành mạnh khỏe, tinh cần. Đang lo lắng bất an bây giờ trở thành thọ mạng an ổn. Chánh tinh tấn nó càng vui nữa. Cái tâm nó sạch lậu dục.
Tránh tinh tấn nó vui lắm. Siêng năng là mình thấy nhích một tí phàm phu mình, tự nhiên nó hết ngay. Tinh cần, do tinh cần ngăn ác diệt ác trong tâm. Ác ở đây là ác pháp các bạn. Ác pháp là tham sân si mạn nghi và thất kiết sử, ái kiết sử, khổ rồi thân kiến kiết sử. Những cái quy chụp khổ đau nó xả nhanh lắm. Nó có khi nó nhìn thấy tâm mình sân cái nó hết rồi. Tức là phàm phu thò ra một cái nó đã hết, thụt vào rồi. Thế nó sinh thiện, đời sống nó càng thanh thản, ăn vui. Thân thể mạnh khỏe, sung mãn. Tinh thần phấn chấn, thanh thản, sung mãn, hơi thở vào ra sung mãn. Nên nó không có cái cảnh mà sống khổ đau phiền não gì hết. Trước mọi cảnh khổ mà nó không hề động tâm khổ đau, luôn an vui. Cho nên tránh tinh tấn xong rồi, lìa bỏ nốt các dục vi tế, các tham sân vi tế rồi, các bạn bắt đầu nhờ bậc thiện hữu tri thức dẫn đường cho các bạn vào tu tập chánh niệm. Muốn chứng đạo thì tu pháp môn nào? Muốn chứng đạo thì tu pháp thân hành niệm. Thân hành niệm ở đây bắt đầu các bạn tu tập chánh niệm tỉnh giác trên mọi hành động. Thân hành niệm, chánh niệm tỉnh giác, quán hành thiền bốn niệm xứ để đưa đến sự sung mãn thanh tịnh bốn niệm xứ. Tu tập bắt đầu từ tứ niệm xứ trên tứ chánh cần. Nếu tứ niệm xứ chưa sung mãn, quay lại tu tập tứ chánh cần. Phải có cái bậc thiện hữu tri thức chỉ bày cho các bạn để độc cư tu hành. Độc cư theo ba giai đoạn. Chứ các bạn mới tu, các bạn nhảy vào thất độc cư, các bạn tu sai đường, các bạn sai hết. Mới tu các bạn tìm bậc thiện hữu tri thức chỉ dạy cho các bạn, và các bạn đến cái nơi đó để các bạn ở riêng, để các bạn tập chánh kiến thôi. Nhưng các bạn vẫn được quyền chia sẻ, vẫn được quyền sống như người bình thường, nhưng ở riêng thôi, để cho nó đỡ lộn xộn. Chứ các bạn tu tập mà các bạn ở chung 2-3 người một phòng, nó lộn xộn, các bạn làm sao mà tu tập được. Kể cả từ tu chánh kiến nó cũng không đúng. Các bạn phải có thời gian tĩnh lặng nghe chỉ bày. Thế rồi hành thiền tứ niệm xứ chúng ta biết được. Trên thân, trên tâm, trên thân quán thân khắc chế tham ưu, trên thọ quán thọ khắc chế tham ưu, trên tâm quán tâm khắc chế tham ưu, trên pháp quán pháp khắc chế tham ưu. Chúng ta tiến tới bốn niệm xứ thanh tịnh, mà tiến tới thân tứ niệm xứ trên thân hành niệm. Thân hành niệm là pháp môn cuối cùng các bạn tu tập để giải thoát. Đến cái lúc tu tứ niệm xứ này, nó sẽ sinh ra do đời sống độc cư, nhàn tịch, sung mãn bốn niệm xứ. Nó có bảy giác chi. Đó là gì? Trạch giác chi, niệm giác chi, khinh an giác chi, hỷ giác chi, tinh tấn giác chi, định giác chi, xả giác chi. Cái này chúng tôi sẽ giải thích ở từng cái lớp tu. Chúng tôi sẽ có một buổi chia sẻ tứ niệm xứ sau. Pháp hành tứ niệm xứ chúng tôi sẽ chia sẻ cụ thể và kinh nghiệm cụ thể cho các bạn. Sau khi có bảy giác chi rồi, chúng ta thân hành niệm đủ đầy sung mãn, chúng ta sẽ có đủ bốn thần túc, bốn như ý túc. Cái này chúng tôi cũng sẽ chia sẻ sau cho các bạn. Thế nào là dục như ý túc? Thế nào là tuệ như ý túc? Tinh tấn như ý túc, định như ý túc. Các bạn tu tập đến định như ý túc là các bạn có thể bắt đầu nhập từ sơ thiền tu tập định, lớp chánh định cuối cùng. Tầm tứ hỷ lạc nhất tâm nhập sơ thiền, tức là lúc này ngôn ngữ đã tịnh chỉ, không còn ham muốn. Kể cả các cái diễn giải trong các bạn nó cũng không còn ham muốn.
Tịnh khẩu. Tịnh chỉ ngôn ngữ nhập sơ thiền, tức là đi theo lộ trình tầm tứ. Cái này chúng tôi giải thích sau cụ thể các bạn, cho cái người có kết quả tu tập. Tầm là gì, tứ là gì, chúng tôi sẽ giải thích. Tầm là soi xét, tứ là ý thức, tác ý. Nó không còn tác ý thô thiển đâu. Tứ là ý tứ, ý thức. Qua tôi có giải thích cho một sư cô đang nhập thất ở miền Nam. Cô có hỏi, tôi biết cô đang nhập thất. Tầm tứ hỷ lạc nhất tâm, nhập sơ thiền. Tịnh chỉ tầm tứ nhập nhị thiền. Ly hỷ chú xả nhập tam thiền. Thế nào là ly hỷ? Hỷ gì? Hỷ gì? Chúng ta phải có phân biệt ở đây. Những hỷ nào? Loại hỷ nào? Xả là xả cái gì? Nó phải rất cụ thể, nó phải có cái người phải vào đó mà giải thích. Chỉ bày cho rất chi tiết. Và cái người tu theo là phải cảm nhận được bằng cái kinh nghiệm của cái người đi trước. Thế nào là tịnh chỉ hơi thở? Không cẩn thận các bạn tịnh chỉ hơi thở ọc máu mồm. Tịnh chỉ bắt chước ngoại đạo, ức chế. Hơi thở ở đây tịnh chỉ là ngưng các hành, nhờ triệt bỏ hết tham ái, buông xuống sạch. Xả hết những cái gì là khổ, là thọ, là an lạc. Thọ lạc khổ. Nếu như ở sơ thiền thì là an lạc, là giữ. Đến tứ thiền là xả sạch. Không còn cả cái dục thiện luôn. Tất cả các hành nó sẽ ngưng. Các bạn bất động, tịch diệt. Tịnh chỉ nó tự ngưng. Mình đưa vào cái trạng thái, mình dẫn tâm vào cái trạng thái, nó tự ngưng. Tôi đã nằm ở những phiến đá để cho học trò tôi nằm chơi, nằm nghỉ, ngưng hơi thở, ngưng nghỉ một cách tự nhiên. Nó ngưng, ban đầu nó ngưng được ít ít, xong cái tâm ái dục khởi ái nó lại ra, nhưng sau mình cứ tác ý dần, tác ý dần, tác ý dần, nó sẽ ngừng. Đức Phật bảo không thở vào thở ra, tâm tham ái tịch tịch, như ngọn đèn chợt tắt, tâm giải thoát niết bàn. Và chính trong cái tứ thiền này ta khai mở tuệ được. Có hai cách khai mở tuệ tam minh. Các bạn có thể nhập vào tứ thiền để khai tuệ. Nó không lâu đâu. Hai là các bạn trở lui ra, không trong thiền định, giữ tâm bất động. Các bạn có thể khai tuệ tam minh, túc mạng minh, thiên nhãn minh, lậu tận minh. Đến cái tứ thiền rồi mà các bạn quay trở lại, các bạn thích thần thông, các bạn quay trở lại. Quay trở lại thân hành niệm. Để các bạn ôm thân hành. Lúc này nó rất an toàn các bạn. Nó không rơi vào. Nó làm chủ toàn bộ cái định tưởng. Làm chủ toàn bộ tưởng định. Nó dễ dàng lắm. Nếu người đã vào tu vào tứ thiền mà giải thoát rồi, mà chứng đạt rồi mà các bạn lấy thần thông rất là dễ. Các bạn quay lại. Quay lại đường cũ. Các bạn quay lại cái con đường của bốn thần túc để triển khai thần thông. Nên Đức Phật không dạy thần thông mà Đức dạy bốn thần túc. Nó là cái nền tảng của định lực. Chân quay lại chúng ta tu tập thần thông rất là dễ. Nhưng lúc này thì chúng ta chỉ tu tập để chơi thôi. Lấy ra để chơi thôi. Cho nên cái lộ trình bát chánh đạo nó rất là đạo Phật đã dạy. Chỉ những người không có kinh nghiệm tu tập, không hiểu về nó, thấy nó tu khó mà thôi.
Còn các bạn cư sĩ cũng có thể tu thành. Nó rất là dễ nếu chúng ta đi đúng lộ trình căn cơ bát chánh đạo. Tôi trước tôi tu ức chế, tôi không đúng lộ trình ấy. Nó sai hết. Càng tu càng mất lối, hầu hết chúng ta bây giờ tu dậm chân tại chỗ. Kể cả tôi thấy hầu hết, kiểm tra lại tôi xem các hành động lời nói của các vị, tôi xem các ý tứ của các vị, tôi thấy hầu hết các vị dậm chân tại chỗ. Vì nó ức chế, nó đi sai và nó dừng luôn ở đó, không tiến lên được một bước nào đó. Một số người hiện nay bỏ đi theo hệ phái khác. Tôi thấy có một số rất đông bỏ đi theo thiền minh sát. Nói rằng con đường của trưởng lão là con đường ức chế, con đường không đúng. Có người, hôm nọ thầy Minh Giác còn nói, có người ở trong tu viện còn chửi đấy. Giờ này còn tin ông Thông Lạc tu chứng à? Mất lối, mất luôn niềm tin. Tu xong ra mãi không được cái gì, rơi vào tưởng. Rất nhiều người, một số người hiện nay rơi vào tưởng, tu sau không có trưởng lão chỉ bày, nhưng mà tu sau rơi vào tưởng. Như một số sa môn dám tuyên bố ngược lời trưởng lão luôn, dám bác bỏ cả giới luật luôn, giới luật không phải do Phật chế, dám sửa giới luật luôn, cũng nói ngược lời trưởng lão luôn. Cho rằng chỉ có tu sĩ mới đi khất thực mới có thể tu chứng, phản bác con đường trưởng lão. Đây là một lối hoang tưởng, bị mất lối. Dậm chân tại chỗ rồi, sinh ra cùn cằn, khủng bố rồi, ham danh, bày trò. Con người ta khi tu đến cái giai đoạn nó bị tưởng, nó không tiến lên được. Vì nó không tiến lên được, nó không có kinh nghiệm dạy người khác. Nó không dạy người khác hết khổ theo từng bước, từng nấc thang. Nên chúng tôi ở đây chúng tôi chỉ bày tu đến đâu giải thoát đến đó. Tu đến đâu hết khổ nó rõ ràng. Tu đến chánh nghiệp là gia đình được phước lợi, an vui, niềm vui của chánh nghiệp. Tu đến chánh mạng, chúng tôi dạy tu tập chánh mạng là hết sạch bệnh tật, hết sạch khổ sầu. Có những cái chi kiến nhân quả chúng tôi chỉ đường cho người, nếu làm theo chúng tôi thì thoát. Chúng tôi chỉ ra cho, nhưng không nghe lời khuyên của chúng tôi thì sẽ khổ đau. Có những người tôi khuyên, khuyên làm theo lời chỉ bảo của tôi nhưng họ không nghe. Đến lúc sụp đổ nhân quả, họ rơi vào rất khổ đau. Lúc này thì rất là khó tu, lại phải quay lại từ đầu. Cho nên chúng tôi thấy có người chê chúng tôi ra đi một cái, tôi bỏ hết duyên thôi. Không nghe chúng tôi khuyên, đến lúc nhân quả đổ ập cái, tôi đã nói rồi, không có nghe. Tôi là con người nhìn bằng con mắt nhân quả, đã trải qua chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Sao chúng tôi không biết được? Sao chúng tôi không biết được các vị làm như vậy, các vị sống như vậy, các vị xe lánh? Chúng tôi quan sát rất là tinh tường, kể cả gia duyên nhân quả gia đình của các vị. Trên không làm theo, không hành theo, các vị rơi cái ụp một cái, hết đường tu. Sau nhân quả nó đổ vỡ thì khổ lắm, khó mà gỡ được lại. Trưởng lão bảo khó gỡ mà. Tu nó đã hỏng rồi, nó đã sai rồi, khó gỡ lại. Cho nên tôi bảo các bạn từ từ tìm hiểu cho kỹ. Tu tập từ từ, thấy nó hết khổ thì mình cứ tu từ từ, không vội vàng. Đường còn dài. Chúng ta đã bước vào con đường này, nó của cư sĩ nó còn dài. Kể cả tu sĩ có khi nó cũng còn dài. Chứ cái người tu nhanh chớp nhoáng 3 tháng tu xong, 7 ngày tu xong, cái người đủ túc duyên ít lắm. Bởi vì xưa nay người thật người hiếm lắm. Một cái con người đạo đức tròn đầy,
phước báo đủ đầy không một vết xước. Hiếm có ở đời làm gì có mấy người, không có mấy đâu. Chứ cái con người ta sinh ra ai cũng tham sân si à? Ai cũng tham danh tham lợi à? Ai cũng ác khẩu á. Cho nên phải giới luật rèn là như thế. Lấy giới luật rèn là như thế. Phải tu từng bước căn bản. Đừng có phóng dật, đừng có vội. Chúng ta tu từng bước, bắt đầu từ chánh kiến, đưa mình vào giới luật, sống đạo đức, nhân bản, nhân quả. Nhìn lỗi mình, không nhìn lỗi người. Từng bước một. Bao giờ thấy nó thanh đản rồi, nó đúng rồi. Nó rõ ràng hết rồi, có chánh tư duy rồi, thì chúng ta hãy nói ra lời chân chính. Ta hãy quay lại xây dựng đời sống của chúng ta cho tốt. Nên cái con đường bát chánh đạo nó đưa đến hòa bình, nó đưa đến an vui, nó đưa đến phát triển bền vững, nó đưa đến một xã hội tươi đẹp. Chứ đạo Phật nó đâu có yếm thế đâu. Nó đưa đến giải thoát hoàn toàn. Đường tu còn dài, các bạn cứ xác định mình còn sống, còn tu, còn lợi ích. Đừng mong cầu quá nhiều. Mong cầu quá nhiều các bạn suốt ngày chạy theo danh sa môn, thích làm tỳ kheo, thích đời sống mơ mộng, ảo tưởng, các bạn sẽ đổ cái sập. Các bạn phải đi cho chắc chắn, đúng đường, đúng lộ trình, chắc chắn các bạn giải thoát. Chắc chắn 1 năm, 2 năm các bạn cũng hết khổ đau. Các bạn cứ bám sát chúng tôi, nghe chúng tôi hướng dẫn, nghe chúng tôi chỉ bày những lúc khó khăn. Những lúc nào khó khăn các bạn hỏi chúng tôi. Những lúc nào bế tắc các bạn hỏi chúng tôi chỉ cho các bạn. 1, 2 năm chắc chắn các bạn sẽ hết khổ đau. Ở đây có những gia đình nghe chúng tôi tu tập theo rất là an vui. Hết khổ đau thật sự. Hết đời sống sinh khổ ấy, người ta đang tiến lên rất mạnh mẽ. Ở Thái Bình rất đông, Đắk Lắk cũng có, rồi ở đây cũng có nhiều gia đình xung quanh. Dân làng đấy chúng tôi cũng chỉ bày cho họ, chỉ bày cho họ cách sống hết bệnh tật, cách sống đạo đức, đạo đức nhân bản, đạo đức nhân quả. Bạn bè có, anh em thân thiết cũng có, các trò phương xa cũng có. Nó từng bước một. Chứ đừng có tin thần linh ảo tưởng, đừng có cái gì cả. Con đường bát chánh đạo nó rất rõ ràng. Nó đem đến hòa bình cho đất nước này. Nó đem đến sự an hòa giữa các giai cấp xã hội. Nó đưa đến đoàn kết dân tộc. Nó đưa đến hạnh phúc an lạc. Nó đưa đến... Nếu như ai cũng thực hiện con đường bát chánh đạo, xã hội này tuyệt vời, cả cái đất nước này thành thiên đàng cực lạc. Không còn ai tin thần linh ma quỷ nữa, không còn ai tin vào cái điều gì mà họ tự sống hạnh phúc an vui. Nơi chính con người, chỉ có con người mới làm được cho con người hạnh phúc, chứ không có một thế lực nào làm cho con người hạnh phúc được. Không có một siêu nhiên thần linh, không có một ông Phật, ông Chúa Trời, ông cái gì làm cho con người hạnh phúc được. Chỉ có con người mới làm cho con người hạnh phúc. Không có một ông thánh thần nào hết. Cho nên chúng tôi mong muốn quay lại cái đạo Phật chân chính. Con đường bát chánh đạo của Phật. Phải có những bậc thiện hữu tri thức có kinh nghiệm chỉ bày. Để dẫn dắt mọi người đi theo lộ trình bát chánh đạo. Lập nên những miền đất an vui. Các bạn về quê chúng tôi thấy, quê chúng tôi an vui lắm, yên bình lặng lẽ, giữa thành phố, dân chúng an hòa, mọi người rất không có người nào bệnh tật khổ đau, có bệnh tật khổ đau chúng tôi chỉ cho. Sống an vui, an lành, người ở đây, ấy, các bạn đến đây các bạn sẽ thấy từ những cái người đến đây với tôi, để trò trong mọi người đến đây lành như cục đất.
Hiền lắm các bạn ạ. Không ai người ta cãi nhau một câu bao giờ. Các bạn cứ thử đến đây, tôi nói sai thì không? Những người ở đây, những người sống ở đây nhé, những người trong trong làng chúng tôi đây nhé, những người mà thân thiết, những người trò của chúng tôi cũng vậy, họ sống với nhau không ai cãi nhau một câu nào hết, hiền lành, ai cũng lành như cục đất, sống yên bình lắm, thiên đàng cực lạc, không ai tham lam một cái điều gì hết. Tôi muốn xây dựng một miền đất đạo đức nhân bản nhân quả, sống theo đạo đức nhân bản nhân quả. Trưởng lão nói rồi, đạo đức nhân bản nhân quả soi sáng đến đâu, ánh sáng soi sáng đến đâu thì khổ đau xuôi tan đến đó. Đúng thật, chúng tôi ở đây khổ đau xua tan đến sạch sẽ. Cho nên các bạn hãy vững tin, mình còn gia duyên nặng, đừng có nghe những cái điều gì, hãy nhớ lời trưởng lão Thích Thông Lạc. Chúng tôi hôm nay hệ thống lại con đường cho các bạn. Các bạn hãy quyết tâm, vững lòng tin. Có tu có giải thoát, có tu có hết khổ. Những người đến với chúng tôi có tu có hết khổ. Chỉ những người không có đủ lòng tin dao động, đứng núi nọ trông núi kia. Còn những người đi theo chúng tôi, hầu hết đi đến đâu hết khổ đến đó, thực hành đến đâu hết khổ đến đó, hết khổ rõ ràng chứ không phải ảo tưởng. Cho nên các bạn hãy vững lòng tin mình là cư sĩ, đừng có lo. Vậy các bạn nhé, xin chào ở đây.